Bắt đầu lại
Có những lúc bỏ lỡ hiện tại và rồi chúng ta chẳng còn cơ hội nữa. Thế giới của anh em đã không thể nào bước vào nữa. Thiết nghĩ em đừng nên cố làm khó người khác, lỡ dở mình họ tất phải như vậy. Đầu tiên thì Na xin cảm ơn hai nhà tài trợ đã đồng hành cùng MV Tàn Duyên của Na. Đó chính là sản phẩm tăng cân, tăng cơ bên chị Nguyễn Thị Huệ và sản phẩm bên chị Đặng Yến Nhi, đó chính là trắng da từ sâu bên trong. Và sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên của Na luôn, thì Na cũng mong là mọi người ủng hộ và góp ý thật lòng để cho Na có động lực ra nhiều sản phẩm hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ like, subscribe và bình luận với dưới cho Na thấy nha. Bye bye.